Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có kết quả của top 10 dòng xe bán chạy nhất tháng 3 năm 2021, thống kê do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam Pharma đưa tin. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm mặt những cái tên có doanh số bán hàng tốt nhất tháng và phân tích xem những lý do nào giúp cho những mẫu xe đứng top 10 có phong độ chói sáng lên như vậy. Chào mừng các bạn trở lại với bản tin News số 24 của Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Và ngay sau đây là bài phân tích của Chí Trần. Ford Ranger 2021 sẽ bắt đầu chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Thái Lan. Đó là thông tin mà khiến cho nhiều người tiêu dùng Việt Nam luôn luôn cho rằng xe nhập khẩu có chất lượng tốt hơn xe lắp ráp trong nước. Chính vì lẽ thế mà mọi người ồ ạt mua xe Ranger bán tải nhập khẩu trước khi lô xe cuối cùng hết hàng. Thậm chí có những cá nhân sẵn sàng chi thêm khoản tiền lớn hơn để sở hữu được xe. Đó là lý do mà giúp cho Ranger đã lâu lắm rồi mới được đứng trên bục cao nhất, với tổng doanh số kết thúc tháng 3 năm 2021 đạt 2.171 xe. Chính vì phong độ khá là phập phùng, bởi lẽ vậy nên bước sang tháng 4 năm 2021, doanh số của Ford Ranger vẫn là dấu hỏi lớn mà các chuyên gia phân tích thị trường ô tô rất khó có thể đoán định được. Hyundai Accent đứng vị trí thứ hai với tổng doanh số tháng 3 đạt 2.094 xe. Toyota Vios đứng ở vị trí thứ ba với tổng doanh số đạt được là 1.971 xe. Không có gì là khó hiểu khi thời gian trước đó, cách đây vài tháng, Toyota Vios đứng ở vị trí đầu bảng, bỏ xa đối thủ Hyundai Accent lên tới cả vài trăm xe. Tuy nhiên thì bước sang tháng 3 năm 2021 lại tụt lại phía sau đối thủ. Lý do là trong tháng vừa rồi thì Toyota Vios ra mắt phiên bản mới, bên cạnh đó số lượng xe sản xuất chưa đủ để bàn giao cho khách hàng đặt xe. Suy ra việc tụt giảm doanh số là điều hết sức bình thường. Ngoài ra với tổng doanh số trong tháng 3 năm 2021 chỉ kém đối thủ Hyundai Accent khoảng 70 xe, tôi cho rằng đó là một trong những khoảng cách rất nhỏ và không đáng lo ngại. Ngoại hình đẹp trai, phong cách hiện đại, trang bị nhiều option có mức giá bán hợp lý, tất cả điều đó giúp cho Kia Seltos kể từ khi ra mắt luôn luôn đứng trong top 10 dòng xe bán chạy nhất tháng. Chưa bao giờ hết hot, ra mẻ nào là hết mẻ đấy, muốn mua phải đặt trước vài tháng. Đó là những gì mà Kia Seltos đang làm được. Thậm chí trong tuần vừa qua thì Thaco Kia đã ra thông báo tăng giá bán mỗi phiên bản thêm 10 triệu đồng. Tuy nhiên nhiều khách hàng vẫn đổ xô đi mua xe và cho rằng đó vẫn là mức giá bán phù hợp ở trong phân khúc. Xếp ở vị trí thứ 5 là Corolla Cross, mẫu xe cứu Toyota từ màn đêm ra ánh sáng sau khi một loạt các mẫu xe tưởng chừng không bao giờ hết hot, Fortuner, Innova, Wiggle đều có doanh số rất lẹt đẹt. Với tổng doanh số trong tháng 3 năm 2021 đạt 1.390 xe, Corolla Cross xứng đáng là mẫu xe nằm trong phân khúc C cộng D trừ được đứng trong hàng ngũ những dòng xe bán chạy nhất tháng. Trong khi đó, đối thủ Hyundai Tucson gần như đã biến mất khỏi bản đồ. Mazda CX-5 đứng ở vị trí chót bảng với tổng doanh số là 1.002 xe, bị người hàng xóm của mình bỏ xa lên tới 400 xe. VinFast Partner vẫn đang dẫn đầu trong phân khúc xe đô thị hạng A, tuy nhiên khoảng cách về doanh số với Hyundai Grand 10 không còn cách biệt quá lớn như tháng trước. So với tháng 2 năm 2021, doanh số của VinFast Partner tăng 222 xe. Cụ thể kết thúc tháng 3, Partner bán được 1.312 xe. Tổng doanh số 3 tháng đầu năm 2021, VinFast Partner bán được 4.148 xe. Trong khi đó, Hyundai Grand 10 dù số lượng xe bán ra trong tháng 3 tăng 780 xe, tuy vậy thì mẫu xe đến từ Hàn Quốc vẫn không thể giành lại ngôi vị đầu bảng từ VinFast Partner. Kết thúc quý 1 năm 2021, TC Moto đã bán được 3.199 xe Hyundai Grand 10, kém mẫu xe đến từ thương hiệu Việt khoảng 949 xe. Trong khi đó, theo thông tin từ một số khách hàng mua xe VinFast Partner, để nhận được xe sớm nhất, khách hàng phải đặt cọc trước 2 tháng, đại lý mới có thể bàn giao xe. Chính vì lẽ thế mà tôi cho rằng ở các tháng tiếp theo và các quý tiếp theo, VinFast Partner sẽ tiếp tục đứng trong top 10 các dòng xe bán chạy nhất tháng. Hyundai i10 vẫn xếp sau đối thủ. Kể từ khi thế hệ thứ 5 được ra mắt vào năm ngoái thì Honda City 2021 đã nhận được những tín hiệu phản hồi rất tích cực đến từ khách hàng. Điều đó thể hiện trong nhiều tháng liên tiếp, từ tháng 1 năm 2021 tới tháng 3 năm 2021 đều nằm trong top 10 dòng xe bán chạy nhất tháng. Riêng trong tháng 3 năm 2021, Honda City bán được tổng là 1.182 xe, cao hơn so với tháng 2 năm 2021 là 569 xe. Cụ thể trong tháng 2 năm 2021 thì City chỉ bán được vẻn vẹn là 613 xe. Tổng doanh số trong quý 1 năm 2021 của mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu Honda bán được 3.774 xe. Trong khi đó, Hyundai Accent bán được 4.800 xe trong quý 1, Toyota Vios là 3.870 xe. Như vậy có thể kết luận rằng là Honda City đang có phong độ rất ổn định, mặc dù được đánh giá là mẫu xe có mức giá bán bình quân đều cao hơn so với các đối thủ.
Điều này đến từ sự thay đổi mạnh mẽ của City ở trên phiên bản mới. Ví dụ như là xe đã có phong cách thiết kế thể thao hơn, chiều dài trục cơ sở tăng lên, không gian rộng rãi hơn so với phiên bản cũ, trang bị option không hề thua kém so với các mẫu xe Hàn. Ngoài ra, động cơ được tinh chỉnh lại đã giúp cho mẫu xe này được đánh giá là có khả năng vận hành thể thao nhất phân khúc. Mitsubishi Xpander vẫn là một trong những mẫu xe có phong độ ổn định nhất trong bảng xếp hạng các dòng xe bán chạy hiện tháng, với tổng doanh số trong tháng 1 năm 2021 đạt 2.793 xe, xếp ở vị trí thứ nhất. Doanh số tháng 2 năm 2021 đạt 630 xe, xếp ở vị trí thứ 6. Và cuối cùng tháng 3 năm 2021 doanh số đạt 1.179 xe, xếp ở vị trí thứ 9. Như vậy có thể kết luận rằng là hiện nay trong phân khúc xe 7 chỗ gia đình, Mitsubishi Xpander vẫn không hề có đối thủ xứng tầm. Mặc dù các mẫu xe trong phân khúc đều có mức giá bán xem, trang bị không hề thua kém. Ví dụ như là Suzuki XL7, Toyota Rush. Tuy nhiên thì Xpander vẫn duy trì phong độ rất ổn định và xứng đáng là mẫu xe đứng đầu bảng trong phân khúc MPV ở tại thị trường Việt Nam. Tháng 3 năm 2021, tổng doanh số bán hàng của mẫu xe nằm trong phân khúc kiểu A cộng B trừ Mitsubishi Outback và mẫu xe nằm trong phân khúc kiểu C cộng D trừ Mazda CX-5 đều cùng dắt tay nhau nằm ở vị trí thứ 10 với tổng doanh số đạt được là 1.002 xe. Đối với Mazda CX-5 thì điều này không còn mới mẻ gì cả, nhưng Mitsubishi Outback là một trong những bất ngờ vô cùng lớn khi lần đầu tiên kể từ khi ra mắt mẫu xe này có mặt trong top 10. Chưa rõ nguyên nhân khiến cho Mitsubishi Outback có doanh số tốt đến như vậy, tuy nhiên theo như chúng tôi phỏng đoán, đây có thể là do mẫu xe này đã có thêm phiên bản Premium, được nâng cấp thêm một số công nghệ an toàn mới như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 24 của Auto Việt Nam. Xin được kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.